chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của mình. Mình là Bo đây, còn đây là em mình. Mình là Gấu. Hôm nay mình sẽ thi lắp Lego mini. Mini này các bạn, mấy cái ô tô ở dưới đây này. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu mấy cái ô tô mini đây nhá. Đây là ô tô màu xanh lá cây mở được nắp mái. Đây là xe tên lửa 6 bánh. To cực các bạn ạ. Còn đây là xe cũng là tên lửa nhưng mà là 4 bánh các bạn ạ. Thật là đẹp. Đây, mình quên mất rồi, mình lật ngược. Đây nhá. Còn đây cái cano của con em mình nè. Các bạn ơi, mình chỉ chơi máy bay thôi. Đây giới thiệu là máy bay cho các bạn đi. Đây là máy bay cảnh sát nha các bạn. Đây là máy bay trực thăng, helicopter. Đây là máy bay quân sự hay sao ấy, mình cũng không biết. Và đây là cái đáp ý đâu. Cái này ở cạnh mặt, ở cạnh trái đất ấy. Cái này để năng lực điện hay sao ấy. Đúng rồi, nhìn giống cực. Tiên tiên. Còn bây giờ mình sẽ thi nắp nha các bạn. Yes, go. Hello. Yes, go. Các bạn ơi, đây là phần thi đầu tiên nhá. Có nghĩa là em và mình sẽ chọn một cái thứ nào đó. Đấy, mình sẽ chọn cái ô tô này. Mình sẽ chọn cái này. Còn bây giờ thì chị em bóc ra nhá, các bạn nhá. Anh bóc hộ em. Ai làm tiếp? Cô đi với. À đây. Giúp mình với. Đấy các bạn, em có máy bay trực thăng. Còn mình là ô tô. Một đây. Đấy nhá, đây là tập dẫn nha các bạn. Mệt thế. Bây giờ là vàng thứ hai nhá. Mình sẽ bóc đây.
sắp thắng rồi. Yeah. Ở đây là của mình. Rất đẹp. Anh muốn làm em gì? Đây ta, ta ta. Đây thành quả của mình nha các bạn. Rất đẹp. Đúng không các bạn? Các bạn đấy, khó khăn quá. Yeah, mình lại thắng tiếp theo. Đây đây, còn một mảnh cuối cùng. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Ui. Nào để yên, để yên. Hoàn thành. Đã bị hoàn thành. Các bạn ơi, hiệp 2 mình lại thắng. Gần đây em mình thua. Anh em mèo lên. Gấu sợ, gấu sợ. Trời ơi, trời thử béo quá. Béo quá. Bạn béo mình béo đó bạn. Thui ra từ. Ta da, đây bạn mình. Thui ra giúp của gấu. Hiệp 3 mình gấu sẽ bảo anh Tuấn này sẽ lắp hộ. Xem ai là người chiến thắng mình sẽ solo với Tuấn nhá. Các bạn xem mình nhá. Bây giờ mình sẽ lắp. Nào Tuấn lấy ra bộ nào đi. Đó này. Mẫu cổ vũ anh Tuấn đi. Đeo vào đây à. Đấy Tuấn sẽ đeo mic vào các bạn nhá. Nào 1 2 3 3. Nó gì nhanh vậy má? Mình không nhìn thấy gì à? Một, làm gì nhanh đấy? Mình đi. Anh Tuấn chắc chắn rồi, anh Tuấn ơi, cố lên. Ừ, cố vũ anh Tuấn đi. Anh Tuấn cố. Anh còn không cần thắng đâu. Anh Tuấn thì sắp thắng. Mình đang bỏ ra đây các bạn. Đéo đổi. Mình chưa tháo được túi. Đây. Buồn cười chưa? Các bạn ơi, buồn cười chưa? Buồn cười, buồn cười. Hello Tino. Đây, đây, đây. Vì mấy ngày rồi mình đang đéo lắp nha các bạn. Ai đủ lắp nhanh đi các bạn. Vẫn lắp nhanh cực. Đợi với. Không, không đợi. Không đợi nha bạn. Thu. Mình vừa gáy các bạn. Các bạn ơi, bây giờ em vừa gặp cũng ta thì là anh Tuấn, anh Tuấn đẹp đấy, siêu nhanh luôn, rất là cố lên. Mình nuồn quá, gáy nhiều quá, 180 phút. Cố lên mới được. Cái này cũng bằng mảnh Tuấn mà. Các bạn hãy nhìn gì xem. Mình là siêu nhân. Siêu nhân. Siêu nhân. Anh Tuấn sắp lắp xong rồi đấy. Ừ anh biết là anh Tuấn sắp lắp xong rồi. Mình sắp xong rồi các bạn à. Mình cũng thua rồi các bạn à. Mình sắp thua. Mình cũng sắp thua mà mình sẽ thua. Mình sắp thắng rồi nha các bạn. Ăn được. Nhìn đi. Mình sợ quá các bạn. Mình gặp đúng cao thủ luôn. Mình sợ. À, thử cố lên. Mình gặp đúng cao thủ. Nhưng mà không sao, phải cố lên. Xong quá, xong quá. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Gặp đứng cao thủ rồi. Ôi, xong quá. Anh Tuấn sắp thắng rồi nha. Thắng gì, thắng đầu gối. Em
mua chỉ có cái một thôi nhá. Không biết ai thắng nữa. Mấy trăm ấy mà. Đây. Để nó rất là nhanh nha các bạn. Trong tích tắc. Tích tắc. Đây là hoàn thành của mình. Tôi gì ăn? Mình lắp ngược. Rất là dễ quá. Ôi, mình gặp đúng cao thủ thật rồi các bạn ạ. Các bạn bò rất là gà các bạn ạ. Bò ơi sao quê, anh bò quê. Anh bò quê, anh bò rất là quê. Gà quê. Gà rất là quê luôn các bạn ơi. Mình thì không biết là thực lực của mình nha các bạn. Thực lực của mình là anh Tuấn. Rất là béo. Tuấn rất béo. Lắp 4 năm rồi đấy. Mình gặp chuối các bạn này. Các bạn có nhìn thấy mình không? Mình đang ở dưới là còn hai mảnh cuối cùng không biết lắp đâu nữa. Mình tàn hình đấy. Đây này. Cái này là chỉ có bờ lốc tàn hình thôi chứ. Đây rồi. Thì ra là chuối ở đây. Bạn bò cũng là bắn máy bay. Cũng là bắn máy bay. Nhưng mà khác. Đấy, đây là máy bay của em. Đấy, máy bay này. Ta-da. Và cái máy phi công. Xuống, Tuấn. Hiệp 4, mình đã thua và Tuấn đã thắng. Là mình hòa nhau. Là mình 2 điểm, Tuấn 2 điểm. Đây là tác phẩm của mình. Mình hơi ngon. Mình gặp đối thủ. Đây. Đây nhá, của mình lắp hết đây. Đây mình sẽ giới thiệu cho mình. Đây là một cái xe bắn ra bom với lại cái xe thứ hai cũng bắn ra bom. Đây là những chiếc phi cơ và một cái xe cano. Helicopter. Đây là máy bay tác phẩm của mình. Đây là máy bay tác phẩm của mình. Ở đây là xe bắn bom của mình. Đây là cano của mình. Đây nha các bạn. Ở đây là xe bắn bom thứ hai của mình. Bom đại bác đi. Bom như kiểu đại bác ấy các bạn nhìn này. 6 bánh nè. Chở bom. Về. Đây là máy bay chiến. Không chiến thật nhưng mà chiến. Đây là cái xe chở động vật của mình. Kéo động vật đi ấy. Đấy, bạn nhìn giống không? Nhìn giống. Còn bây giờ thì hết video rồi. Giúp ba các bạn vào những clip tiếp theo. Đúng rồi. Ôi dồi ôi. Một like, subscribe. Và bấm chuông nhớ ủng hộ kênh của bạn. Bye bye. Bye bye, xem quảng cáo nha các bạn nha. Yeah.